Rồi, và chúng ta đã đến với chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Và hôm nay là một format vô cùng mới. Chỉ xài những Pokemon bình thường và không xài những Pokemon huyền thoại. Cho nên tôi đã làm một team full hệ giác đấu. Và chúng ta sẽ cố gắng sử dụng những Pokemon này trong format này. Và hy vọng là sẽ không ăn quá nhiều hành của những Pokemon giống như là Á Thần, hoặc là những Pokemon nói bình thường chứ thật ra không bình thường chút nào hết. Và bên đối thủ đang có Salamence, chắc chắn là Á Thần và sẽ tung ra. Con chủ lực của tôi á, là Gallade, sẽ là con gây sát thương chính. Cho nên là Gallade thì đang tốc độ chậm hơn Salamence, nên tôi sẽ sử dụng con Pawmot để mà dùng chiêu Nuzzle làm tê liệt con Salamence. Từ đó thì có thể có ưu thế về tốc độ hơn. Tôi tin là ở trong team của địch thì đang chỉ có con Salamence là cao tốc độ hơn con Gallade của tôi thôi. Thực ra Gallade của tôi cũng không đầu tư về tốc độ, nhưng mà có điều là Salamence sẽ là một mối đe dọa. Cho nên là tôi sẽ làm tê liệt nó bằng con Pawmot, cho Pawmot ra đầu tiên. Xong rồi còn con cuối cùng là con gì ông nội ơi? Tauros. Tôi cũng muốn thử Tauros. Tại thật ra Tauros đa phần những con Pokemon hệ giác đấu nó sẽ khá là sợ hệ siêu linh và hệ tiên. Mà tôi đã Tera cho Pokemon của tôi là hệ thép, thì tôi cần tạo ra thời tiết trời mưa. Ôi trời ơi, nó ra con Salamence đầu tiên ông nội ơi. Không sao. Ý là tôi cần tạo ra thời tiết trời mưa để mấy chiêu hệ lửa bị giảm sát thương đối với Pokemon hệ thép, ý là vậy. Rồi bắt đầu vô cái này trước đi. Tôi nghĩ là tôi sẽ Nuzzle con Salamence để cho nó bị tê liệt cái đã. Hy vọng là sẽ... Con Pawmot của tôi đang cầm Focus Sash, cho nên là tôi nghĩ nó sẽ sống được ít nhất là trong lượt này, trừ khi là đối thủ tìm thấy được sự đe dọa từ con Pawmot và tập trung giết con Pawmot thì tôi cũng bó tay. Tôi tính dùng khuyết co tại vì tưởng con Graphia có phay cao mà hình như nó không có hả? Không có phay cao à? Thôi kệ đi, không sao. Yeah, mình đi trước. Thế là tê liệt được con Salamence rồi, mừng rồi. Ôi trời ơi, thấy mẹ em rồi. Họ thật sự đã nhắm tới con Pawmot. Mà không sao, chúng ta đã đủ nhanh để mà làm tê liệt con Salamence. Và đúng kế hoạch đi. Hy sinh con Pawmot lượt này đi. Trời đất, eject button. Tôi hy vọng là sự hy sinh này của Pawmot xứng đáng. Tôi hy vọng con Salamence đó là chủ lực. Gì đây? Con gì vậy? Tiếng Nhật không nội. Ồ, quên tên rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc cho Gallade ra sân nhờ. Tôi không biết con Graphite bên kia. Nếu mà mình đã chơi con Graphite rồi thì có đặc tính nào của bên địch mà mình sợ không ta? Bây giờ con Toscu đó, tôi không nhớ phải tên Toscu hay không, nhưng mà có điều là con đó nó có đặc tính là hình như những chiêu hỗ trợ của nó luôn đi cuối cùng. Nhưng mà sợ nhất là nó ru ngủ mình. Cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ gọi là xử con nấm đó trước. Hy vọng là một đòn này xử được con nấm đó. Còn con Raphael tôi sợ nó chơi chiêu hệ độc Acid Spray giống lúc nãy, cho nên là tôi sẽ chơi ra hình hệ thép. Rồi coi tình hình sao nha. Ok, họ rút con Raphael về để mà... Ồ, Bum đi Lia gì đây, quên tên nữa rồi. Tên khó đọc quá. Rồi bây giờ tôi sẽ tăng một bậc công vật lý cùng với thủ vật lý bằng chiêu coaching. Đó là tuyệt kỹ của con Riolu có đặc tính Prankster. Ê, nó sẽ hỗ trợ đồng đội tấn công. Ui, còn có một miếng nữa à. Chết rồi, nó ru ngủ mình rồi. Xong. Thật ra sử dụng Pokemon hệ Full Team siêu linh không, nó có một cái bất lợi, đó chính là tụi nó 100% toàn là những con tấn công vật lý hết. Nếu mà có tấn công đặc biệt á, thì nó cũng chỉ là Mixed Attacker, có nghĩa là vừa tấn công đặc biệt mà vừa tấn công vật lý, nên là sinh lực của nó cũng không cao luôn. Nói chung là vậy. Cho nên tụi tấn công theo hệ giác đấu đó, chứ tụi nó tấn công vật lý không, không có con nào tấn công đặc biệt hết, nên khá là khó để mà có thể lựa chọn. Tại vì tấn công vật lý nó bị nhiều cái bất lợi lắm. Đánh riết rồi sẽ biết là đánh nó sẽ bị bỏng, bị intimidate, xong rồi bị đủ thứ chuyện hết trơn á. Tôi coaching thêm một lần nữa, tôi hy vọng là con Gallade sẽ sống được trong đòn này. Dù sao mình cũng chơi ra hình hệ thép rồi, cho nên là chiêu. Ui, bên kia có up power. Trời. Rồi bay bớt luôn, trời ơi, chị tha cho em đi. Trời ơi, hai người lớn mà dồn sức đánh một đứa con nít. Tức. Nhưng mà thật ra con Riolu nó ít chiêu hỗ trợ lắm nha. Nó chỉ có chiêu coaching là tôi thấy là ok thôi đó. Còn mấy chiêu mà khống chế tốc độ như là Thunder Wave nó cũng không học được nữa. Tauros. Hy vọng là Tauros sẽ cứu cánh chúng ta trong lượt này, vì Tauros của tôi có chiêu gọi là chiêu ưu tiên là Aqua Jet. Nhưng mà dù sao mình cũng luôn đánh trước, cho nên là tôi sẽ dồn sức đánh chiêu Raging Bull. Sao đọc giống con Raging Bull dữ trời. Raging Bull hả? Không biết. Đó. Dồn sức xử cái con nấm lùn này mới được. Con này cũng không lùn lắm, chân hơi dài ha. Ý là vậy. Nó không để cho nó ru ngủ mình lần nữa. Còn có miếng máu rồi, trời ơi nấm ơi, mình nằm xuống giùm tao cái. Ok, Salamence đã ra trận và họ cố gắng hạ chúng ta bằng Intimidate. Nhưng dù sao thì Gallade của tôi cầm Clear Amulet nên không sợ mà. Trời đất ơi, thánh thần thiên địa ơi. Nó còn một miếng máu, ôi trời ơi, nó đã ru ngủ mình nữa. Ok, hai Pokemon của mình đều đang ngủ trên sân. Và thật tuyệt vời, chúng ta cả hai Pokemon của chúng ta đều đang ngủ. Trong khi thì nhà huấn luyện của nó tâm lý không hề ổn nha. Không hề ổn. Tôi nghĩ, tôi hy vọng là con Gallade nó sẽ tỉnh trong lượt này. Mày ngủ gì, mày ngủ đúng 3 lượt luôn á hả? Bình thường tôi ru ngủ, người ta tôi mà ru ngủ người khác là họ tỉnh lại liền luôn, thề luôn. Sao tôi bị ru ngủ mà tôi ngủ hoài vậy trời? Đừng có ngủ nữa. Lượt sau tỉnh đi mấy đứa. Ôi không. Ok, họ tiếp tục nhảy ra nhảy vô thôi. Họ đang khá là coi thường chúng ta, vì họ tưởng chúng ta ngủ rồi. Nhưng không sao, chúng ta không thể nào để cho họ coi thường. Một đứa đã ngủ thì cứ còn lại cũng phải tỉnh chứ. Yeah. Trời ơi, con nó có Focus Sash thì cũng đúng đi. Nó có Focus Sash thì nó vậy là đúng rồi. Oh yeah. Rồi con Salamence. Con Salamence nó bị tê liệt rồi. Đúng là chúng ta có quả ngọt sau khi đã cố gắng hy sinh con Pawmot của chúng ta. Bây giờ thì tôi nghĩ tôi nên. Tôi có con Raphael này nó cũng không có đáng sợ lắm nếu chúng ta xử lý được con Salamence. Nào, chúng ta đánh trước đúng không? Bị tê liệt rồi mà. Super Fan. À, nó Super Fan như chúng ta. Nhưng không sao. Có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Trời ơi, nó đã gì đâu. Cho mày chết. Ai bảo mày lo ru ngủ không mày? Hình như bên đó chỉ có một con Salamence là đáng sợ thôi nhở? Đúng không? Bên đó ba con hỗ trợ trơn rồi. Rồi bây giờ Tauros ngủ đủ 3 lượt rồi, tỉnh đi mày. Dùng chiêu Aqua Jet vô con nấm lùn kia nào. Dùng sức đánh con nấm này mới được. Ui, yeah. Họ đã bỏ cuộc. Vậy là bên bển chỉ mang theo con Salamence là đáng sợ cùng với lại con Pumdilia vậy thôi. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một đội hình khác. Ok, đội hình này có Ferigraf. có mất. Ủa, có Flamingo đang chơi đội hình, chắc là họ đang chơi đội hình kiểu né tránh giống như bên tiêu điểm VGC của Lugia mà kênh tôi có làm. Ừ, chắc vậy. Chắc là sẽ cố xài chiêu né tránh, nhưng mà giờ mình hoặc là cho Smiggle ra cũng không chừng. Đang không biết là bên đó sẽ chơi kiểu của, nhưng mà rất có thể bên kia đem Ferigraf gì, thấy Feri bên đây toàn là Pokemon hệ giác đấu thì chắc bên đó cũng phải mang con Ferigraf đấy nhờ. Không biết bên đó sẽ chọn con gì. Không biết, thật sự không biết. Bình thường thì họ sẽ mang theo Ferigraf đó. Rồi không. Rồi chơi chiến thuật né tránh rồi. Ok, cái màn này cảm thấy nó khó khăn đây. Tôi nghĩ tôi sẽ coaching. Tôi sẽ tăng một bậc tấn công và phòng thủ vật lý cho Gallade. Xong tôi bảo vệ con Gallade cái này coi. Tôi coi bên đó, nhiều khi bên đó có phay cao. Ồ, bên đó chơi follow me. Chắc là để cho con mất Alola né tránh được. Minimize đã được thi triển thành công và bây giờ họ đã tăng được 2 bậc né tránh. Bên Smeargle thì có Moody, lúc tăng lúc giảm, không biết đâu mà lần. Tôi nghĩ tôi nên phá Focus Sash của con Smeargle và cố gắng hạ con Smeargle trong lượt này. Ôi, con Smeargle nhanh hơn mình. Ừ ha. Ủa, con Smeargle tốc độ nó có 72 mà ta. Thế tôi nhớ là lộn. Nhớ con Smeargle có tốc độ 72 thôi đó. Thật ra thì tôi cũng không đầu tư gì tốc độ cho Gallade, nhưng mà chắc tại mình không đầu tư gì tốc độ cho Gallade. Tôi đầu tư cho Gallade về mảng tấn công với lại mảng chống chịu thôi. Tại vì cỡ nào tốc độ của nó có 80 thì làm sao mà nhanh hơn con nào được trong format này. Giờ sao đây ta? Annihilape. Tôi nghĩ tôi nên cho Annihilape ra. Còn con Riolu tôi nên rút về để đề phòng. Rồi, Annihilape đại đế ra sân đi cưng. Rồi, ru ngủ ra sân ngủ chung với bạn mình luôn. Tuyệt vời luôn. Hôm nay toàn gặp được ngủ không á. Nhà này mất ngủ, được mấy con này ru ngủ đã dữ hen. Tuyệt. Rồi, nó né tránh thêm được lần thứ mấy rồi. Được lần thứ mấy rồi con. Mày là vua né tránh chưa? Rồi cái này có nguy cơ cao nha. Trận này có nguy cơ cao nha. Thôi mình đừng bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng từ bỏ. Metronome hả? Ok. Chắc nó không biết mình có Defiant. Cưng à, nếu anh là Vital Spirit thì anh không có ngủ đâu. Ok, họ tự hy sinh con Smeagol luôn. Vui luôn, tuyệt. À, cũng không có phải hy sinh lắm. Cái này là trong kế hoạch hả? Con mất Alola nó copy đặc tính của con Smeagol rồi. Rồi mình thích rồi. Nè, cầm tiền đô đi đường quyền với mày. Ồ, xích cái son này không có trượt. Ê, quýnh đau nha, cũng không đau lắm nhưng mà thôi kệ đi. Vậy con mất Alola này nó theo hướng gì mà tại sao chia Rock Off đó không gây nhiều sát thương với lại Annihilape vậy ta? Ủa nhưng mà chiếc Sacred Sword có trượt không? Ồ, chiếc Sacred Sword có trượt không? Hình như nó tăng được 6 bậc né tránh rồi mà mình vẫn đánh trúng được nó hả? Hay nhờ. Rồi Snaito hả? Đọc tiếng Nhật lộn. Gardevoir. Rồi hay nhờ. Rồi sao? Bây giờ tôi nghĩ là nó vẫn còn đang ngủ, còn Annihilape của tôi vẫn còn đang ngủ. Mặc dù là tăng được sát tấn công cũng hơi ngon rồi đó, nhưng mà giờ nó đang ngủ, nó không làm được gì hết. Tôi nghĩ là tôi nên Tera cho con Gallade. Bởi vì con Sanaito nó có chiêu hệ tiên cùng với lại hệ giá siêu linh luôn. Mình mà giữ nguyên hệ của con Gallade là mình chết. Ngày hôm qua cứ Sanaito à. Yeah. Được một lượt con mất nó không làm gì hết. Sai shop ông nội mẹ ơi. Sao vậy? Tại sao lại như vậy? Ok. Cái gì vậy? Còn có một miếng máu rồi Focus Sash hả? Ủa? Con Gardevoir nó không có Focus Sash mà mình còn có một miếng máu không đánh được nó nữa. Bây giờ làm sao? Bây giờ con Annihilape đó đứng nó ngủ chứ không làm được gì hết. Trời ơi, nó tăng 2 bậc tấn công mà nó không làm được gì hết trơn. Nào, làm cái gì đó đi Annihilape. Do something. Hey, do something. Store power. Trời má ơi, một nửa cái máu của tôi. Trời đất ơi, hên quá con Gallade. Trời ơi. Thôi xin giáp. Đánh trượt, tuyệt. Ồ, ôi, vậy chiếc Sacred Sword nó không có. Nó không có bị trượt á ta, đúng không? Nói cho tôi biết là chiếc Sacred Sword nó không bao giờ trượt đi. Cái vụ đó. Sao tôi hên vậy ta? Hay là mình hên ta? Rồi, con này copy. Copy hết chỉ số né tránh của con kia luôn, tuyệt vời luôn. Ê, cái này là gọi là gậy ông đập lưng ông ha. Hồi bữa kênh làm cái video về Lugia nó né, nó chọc tức người ta, giờ bên kia chọc tức mình lại. Hay quá, tuyệt. Hay quá, luật nhân quả rồi đó. Bạn cầm cũng cước chọi người ta thì tay bạn giơ trước. Hay, xuất sắc. Tôi cảm thấy có mùi gọi là mùi thất bại. Nhưng mà tôi sẽ không từ bỏ, tôi hy vọng là... Giờ Tera cái gì nữa vậy? Mày Tera cái gì nữa vậy? Ồ, Tera con Flamingo, tuyệt. Và rồi chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ con Gallade nhanh nhất có thể. Rồi bên kia sử dụng chiêu Acrobatics. Và tiễn luôn con Annihilape của chúng ta. Hay quá, Annihilape nãy giờ là ngủ và đánh trượt thôi. Hay quá, Annihilape quá hay luôn. Nhưng không sao, chúng ta gọi là sao? Chúng ta đang trong thế đường cùng rồi. Nhưng mà tôi hy vọng con Riolu của tôi có nó chiêu fan. Chiêu đó thì chiêu ưu tiên. Và tôi chưa thấy chiêu đó bị trượt lần nào. Tôi hy vọng là nó không trượt. Nếu mà nó không trượt thì mình sẽ xử được con Sanaito. Yeah. Tuyệt. Ồ, vậy là chiêu này không trượt hết ta. Chắc vậy. Chắc miệng hên. Và rồi con Flamingo đó đã xử luôn con Riolu của chúng ta. Và chúng ta chỉ còn một con duy nhất nữa thôi. Gì nữa vậy? Gì nữa vậy? Ôi hình như cái sorry mọi người, hình như là cái máy quay của tôi nó bị trục trặc một chút. Không trục trặc nhiều nha. Nhiều à. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Và tôi đã trở lại rồi đây. Nó cảm thấy mình sắp thua rồi cho nên cái máy nó cũng còn không còn cái sức khỏe gì để mà đánh nữa. Ủa mà hình như mình còn có một con mà, nhưng mà có điều là con này luôn luôn né tránh được mà. Tôi nghĩ giải pháp của mấy con này là mình nên sử dụng chiêu ưu tiên để coi thử coi là nó có làm sao. Rồi đi luôn. Trời ơi, phát vô. Trời ơi, rất là phát vô luôn. Đừng mà, đừng có trượt nữa mà. Đừng trượt, đừng trượt, đừng trượt, đừng trượt, đừng trượt, đừng trượt. Yeah, lần này là tôi dùng chiêu ưu tiên một cái. Dùng chiêu ưu tiên một cái là thế nào? Không thể nào chiêu ưu tiên mà trượt được. Vậy mày múa nữa đi. Yeah, tuyệt vời. Thế là chúng ta đã... Ôi tôi cảm thấy cái màn này tôi hên nhiều hơn. Tại sao tôi lại đánh trúng ta? Chiêu Sacred Sword đánh trúng con mất 2 lần. Tôi phải tìm hiểu lại chiêu Sacred Sword mới được. Vì tôi không nghĩ con chiêu Sacred Sword nó có thể đánh trúng mấy con mà tăng chiêu né tránh vậy. Rồi bây giờ... Trời ơi, nhìn đội hình bên kia sẽ muốn đi về quá ta. Bên đó có những con như thế này sẽ làm gỏi được tôi. Đó chính là con Volcarona. Con Kingambit. Và con... tôi quên tên con rồng cầu điện đó rồi. Archaludon. Đó. Bây giờ quan trọng là chúng ta phải xử được. Tôi nghĩ là cái con đáng sợ là con Volcarona kìa. Tôi phải cố gắng giảm được tốc độ của con Volcarona đó. Nếu họ cho con Volcarona ra đầu tiên. Thật ra con Snorlax cũng khá là đáng sợ. Con Sableye thì nó có nhiều chiêu hỗ trợ. Tôi không biết là nó sẽ theo hướng hỗ trợ nào. Còn hơi phân vân. Nhưng mà con Sableye hỗ trợ tốt thiệt á. Thiệt, con Sableye hỗ trợ tốt ghê. Và họ đã cho Sableye ra chung với lại Volcarona. Một hướng đi không quá bất ngờ đối với tôi. Bây giờ thì tôi nghĩ tôi sẽ thon vô con Sableye. Và tôi sẽ làm tê liệt con Volcarona. Good move. Một nước đi đúng đắn. Ok, bên có theo hướng dựng tường. Ok, con Sableye bên kia theo hướng dựng tường nha. Mà tức hơn một cái con Riolu nó theo hướng, nó là Prankster nhưng mà nó không thể nào dựng tường. Nó không thể nào dựng tường luôn á. Nó chỉ có thể hỗ trợ tấn công và tấn công thôi. Nó không thể nào hỗ trợ những cái khác luôn. Đúng là dân đánh đấm như Pokemon hệ giác đấu thì không có khái niệm về chuyện là phải quấy rối đối thủ ha. Bây giờ con Sableye đó chắc là sẽ không có chiêu nào tấn công đâu. Tôi nghi là vậy. Và bây giờ thì tôi nghĩ tôi nên knock off con Volcarona. Con đó cũng trâu lắm. Thực ra tôi thấy con đó cũng trâu. Pawmot. Tôi sẽ rút con Pawmot về. Và con Tauros của tôi có chiêu gì? Đó là chiêu Rock Slide. Họ sẽ không nghĩ tôi có chiêu Rock Slide nhỉ? Nhưng mà cũng có thể họ nghĩ tôi sẽ xài chiêu hệ nước vô con Volcarona chẳng hạn. Ok. Ê, hình như Comfey cũng khá là đáng sợ nha. Comfey khá là đáng sợ với Pokemon hệ giác đấu luôn á. Đúng không? Nếu mà con Comfey này... Không sao Flame Body, không sao, chúng ta có đặc tính lột da. Sẽ chữa khỏi mọi trạng thái xấu vào cuối trận. Và có 33% chữa khỏi nha, chứ không phải lúc nào cũng chữa được. Lúc nào cũng chữa được thì quá bá rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ thon vô con Comfey xong rồi tôi sẽ... không. Chắc nên thon con Comfey. Xong rồi tôi sẽ Rock Slide cả hai đứa này. Mình đang nhanh hơn mà đúng không? Tera gì vậy? Ồ, chắc là Tera con Volcarona rồi. Đúng vậy, khác gì đâu. Ui, không đáng kể ha. Cũng đúng đi. Không đáng kể tại vì con nó được dựng tường rồi mà. Đừng dựng tường reflect rồi mà. Ok, con Volcarona nó bị flinch rồi. Nhào vô mày. Ê, nhưng mà con Comfey nó có chiêu Training Kiss. Hình như là có độ ưu tiên cộng 3 lận. Ui. Ê, bình thường thì con Comfey nó không phải là mối đe dọa nha. Nhưng mà với cái team này thì con Comfey hơi ấy luôn ấy. Hơi ấy luôn á. Nhưng mà Comfey nó chơi Command. Con Comfey nó mới xài Command đúng không? Chưa thấy một con Comfey nào mà xài chiêu Setup Command luôn. Đỉnh. Tại sao? Tại sao gặp Pokemon hệ giác đấu lại có một con Comfey biết xài chiêu Command? Sao xui quá vậy? Trời ơi, không phải Comfey đó hướng tấn công hả? Cái kiểu set up này hơi lạ nha. Yeah, con Volcarona tiếp tục bị flinch. Chúng ta có 30% làm flinch con Volcarona, cộng với lại 25% bị tê liệt. Tôi không tin là con Volcarona đó có thể sống sót với 55% bị khống chế vậy. Ủa phải không, phải 55% không? Kệ đi. Nhưng mà nếu con Volcarona đó nó có thể di chuyển được thì chắc nó làm gỏi luôn con Tauros của mình quá. Yeah. Rồi xử con Volcarona cái nè. Ui, còn có một miếng mà nó không chết. Rồi chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Đi tông Tauros rồi. Mày không tê liệt một lần cho tao coi coi. Bố mình diện này lâu lắm rồi đi nhé. Rồi bây giờ xử được con Volcarona, nhưng mà con Comfey. Hiện giờ là cả hai Pokemon cuối cùng của tôi đều sợ con Comfey hết. Bên kia có con gì nữa mới là chuyện ấy chứ. Pawmot ra đi cưng. Hãy thể hiện sức mạnh đi cưng. Oh my god, Archaludon á. Khó nha. Nhưng mà nếu mà phải dùng sức đánh con Archaludon thôi. Tôi cũng đang rất muốn đánh con. Ui đau thế. Con nó come ai rồi đánh đau thế. Ý là tôi cũng rất muốn đánh con Comfey, nhưng mà con Archaludon đáng sợ hơn vì nó có body press. Nó sẽ xử con Gallade của tôi liền. Nếu tôi không xử con Archaludon đó. Không sao, Sacred Sword đánh xuyên. Yeah, Sacred Sword đánh xuyên tăng chỉ số phòng thủ, cho nên là nó có tăng bao nhiêu mình cũng không sợ. Focus Energy. Vậy là nó tính sử dụng chiêu critical hit hả? Ta không cho mày làm chuyện đó đâu cưng. Và rồi tôi sẽ Mach Punch. Dồn sức xử này mới được. Nào. Photo Healing. Con Comfey này set up lạ nhắm nha. Con Comfey này chiêu thức nó lạ lắm nha. Tại sao không mai? Ngộ nghe. Sacred Sword. Trời đó, còn có một miếng máu à. Còn có một miếng máu thôi đó. Trời ơi, mày chưa chết sao tao chết được. Ê, nhưng mà lượt sau mới căng não nè. Bên bển sẽ hồi máu cho Archaludon, hay bên bển sẽ tấn công con Gallade của mình. Khỏi cần biết gì hết. Xử con Archaludon cái nè. Bên bển làm gì? Tôi nghĩ bên bển sẽ hồi máu. Không á. Rồi ok, 1 đổi 1 luôn. Trời ơi. Bên tưởng bên bển sẽ hồi máu cho con Archaludon chứ rút của nó không hồi á. Vậy là mình bị suy nghĩ nhiều rồi. Ví dụ như là nếu mà mình không có hồi máu cho con Archaludon đi. Chết rồi, thua rồi. Một bạn thua trông thấy luôn á. Không phay. Chiêu phay cao cộng mấy vậy? Chiêu phay cao ưu tiên cộng mấy vậy ta? Chiêu phay cao ưu tiên cộng không, chiêu phay cao. Wow. Rồi xong, thua rồi đó. Chắc chắn luôn con Comfey. Ây da, tôi phải kiểu như là mình phải lo xử lý hai con khá đáng sợ khác là con Archaludon với lại con Volcarona, mà mình quên để ý con Comfey. Xong rồi tới cuối trận con Comfey nó tiễn mình đi về suối vàng luôn. Xong luôn. Hết đường cứu luôn đây. Hết đường cứu rồi, hết đường cứu rồi. Con xe bò ai đó chuyên hỗ trợ hả? Ê, thật ra nếu mà tôi xử được con Comfey là chắc tôi cũng xử được con xe bò ai luôn. Con xe bò ai đó chỉ cần xài thon một cái là nó đi luôn rồi. Con xe bò ai đó chuyên hỗ trợ rồi. Ui, mình bị xem thường con Comfey á. Ừ, mà với team này thì con Comfey đang là mối đe dọa với mình, mà mình lo xử lý hai con kia không à. Thì cũng đúng thiệt đi, mà để hai con kia để trứng thì xong. Tuyệt, quá nhiều, quá gọi là quá nhiều đối thủ còn phải xử lý. Và thế là chúng ta ngẫm. Ok. Và đó chỉ là trận, không sao, đó chỉ là trận đầu tiên của team hệ giác đấu này mà thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong team hệ giác đấu vào tuần sau. Bây giờ thì see ya. Bye.